những biện pháp trừng phạt, cấm vận đang là một trong những thứ vũ khí phổ biến nhất trong các mâu thuẫn quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, môi trường ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, những biện pháp trừng phạt đơn phương liệu có là con dao hai lưỡi, làm leo thang căng thẳng và ảnh hưởng tới đời sống của người dân trên toàn thế giới. Đây là chương trình Nhìn từ Hà Nội. Kính chào quý khán giả. Trừng phạt cấm vận phi quân sự được cho là một trong những công cụ pháp lý quốc tế để buộc các quốc gia tuân thủ luật chơi chung. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì biện pháp này ngày càng trở thành vũ khí ngoại giao kinh tế chính trị trong trò chơi quyền lực của các nước lớn. Và có thể thấy rõ, Nga là quốc gia đang hứng chịu nhiều đòn cấm vận kinh tế nhất thế giới hiện nay, đặc biệt là từ sau khi xảy ra cuộc xung đột quân sự tại Ukraine. Một thống kê của trang Castellum AI cho thấy những đòn cấm vận trừng phạt nhắm vào nước Nga gia tăng hàng ngày. Tính đến trung tuần tháng 4 này thì đã tăng lên con số 9.655 đòn trừng phạt, gần gấp 3 lần so với quốc gia xếp thứ 2 trong danh sách những nước bị cấm vận nhiều nhất thế giới là Iran. Tiếp theo đó lần lượt là Syria, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Venezuela, Myanmar và Cuba. Một điểm chung là tất cả đều là những quốc gia được xếp vào nhóm không thân thiện với Mỹ và các nước phương Tây. Từ cấm vận hàng xuất nhập khẩu mở rộng ra cấm vận toàn diện kinh tế, thương mại, tài chính, dịch vụ, thậm chí là cả ngoại giao và văn hóa. Hậu quả dễ thấy là giá hàng hóa tăng vọt, đồng tiền suy yếu và nền kinh tế bị bóp nghẹt. Tuy nhiên, trong khi mục tiêu chính trị của những đòn trừng phạt này chưa thực sự rõ ràng, thì hiệu ứng ngược của nó đối với chính các nước phương Tây và nền kinh tế toàn cầu lại đang là điều được cảm nhận rõ rệt nhất. Trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, nhiều công ty nước ngoài đã tìm cách rút lui khỏi thị trường Nga. Điều này được dự báo sẽ tạo nên sự tách biệt giữa Nga với phần còn lại của thế giới. BP, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nga, là một trong những công ty thông báo rời khỏi Nga sớm nhất. Tập đoàn này cho biết sẽ từ bỏ gần 20% cổ phần tại công ty dầu khí của Nga Rosneft, đồng nghĩa với việc mất đi khoảng một nửa trữ lượng và 1/3 sản lượng dầu khí đốt. Ngoài BP, các hãng năng lượng khác như Shell và ExxonMobil cũng có những động thái tương tự. Trong khi đó, một số hãng luật và kế toán lớn như Baker McKenzie cũng đang đánh giá lại hoạt động tại Nga. Trong lĩnh vực thanh toán, hai hãng thẻ Visa và Mastercard cũng ra thông báo dừng hoạt động tại Nga. Vừa qua, Apple và Nike cũng tuyên bố ngừng bán sản phẩm tại Nga. Apple cùng với các công ty lớn của phương Tây như Google, Nike và những công ty khác đã quyết định ngừng cung cấp sản phẩm tại Nga. Đây là một động thái lớn cho thấy các thương hiệu lớn đang biến mất khỏi thị trường Nga theo cách chưa từng thấy. Trong khi đó, châu Âu cũng không tránh khỏi những thiệt hại do lệnh trừng phạt gây ra. Người dân Đức đang đổ xô đi mua củi và than tích trữ do lo ngại những gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga khiến giá nhiên liệu sưởi ấm leo thang. Mọi năm tầm này là mọi người không lo chuyện sưởi ấm nữa rồi, nhưng nay chưa biết tình hình giá ga thế nào nên nhiều người có tâm lý mua củi để tích trữ. Chính phủ Đức đã phát đi những cảnh báo sớm về tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt có thể xảy ra trong bối cảnh Nga, đối tác cung ứng năng lượng số 1 của Đức, có thể ngừng đường ống dẫn khí đốt tới quốc gia này. Theo tờ The Guardian, việc các nước châu Âu tẩy chay nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Nga có thể làm tổn thương chính người dân châu Âu nhiều hơn là cho phía Nga, kéo theo tình trạng thất nghiệp hàng loạt và đói nghèo. Như vậy, rõ ràng là các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây không chỉ tác động đến Nga mà còn gây hiệu ứng domino tới toàn thế giới. Vâng, chắc chắn rồi, đó là con dao hai lưỡi. Thiệt hại không chỉ được cảm nhận ở quốc gia hứng chịu các đòn trừng phạt cấm vận. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bàn luận sâu hơn về những tác động ngược của các đòn trừng phạt cấm vận cùng với Đại sứ Nguyễn Quang Khai, chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế. Xin được cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai đến với chương trình của chúng tôi. Thưa ông, chúng ta cũng đã thấy đấy, thì các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran trong 10 năm trở lại đây thì cũng chỉ bằng đối với nước Nga trong 10 ngày trở lại đây thôi. Và nước Nga đang là tâm điểm của những đòn trừng phạt cấm vận của các nước phương Tây. Vậy ông đánh giá như thế nào về mức độ leo thang các hành động trừng phạt và cấm vận này đối với nước Nga và cái tác động của nó như thế nào? Trước hết ấy, thì tôi phải nói rằng đây là một cái lệnh cấm vận đơn phương của Mỹ và phương Tây và một cái lệnh trừng phạt bất hợp pháp bởi vì nó không được Liên Hợp Quốc chấp thuận. Và cái thứ hai ấy, phải nói rằng là đây là một cái biện pháp cấm vận toàn diện khắc nghiệt nhất chống lại một quốc gia trong cái lịch sử hiện đại. Nó bao gồm tất cả các lĩnh vực nhằm bóp nghẹt nước Nga về kinh tế và cô lập nước Nga về ngoại giao. Ngay cả vấn đề thể thao họ cũng cấm vận. Tức là
thể thao là một cái gọi là phi chính trị thì họ lại cấm Nga tham gia vào những cái gọi là những cái hoạt động thể thao của quốc tế, thí dụ như World Cup hay Olympic. Là và Olympic vân vân. Và nhưng cũng như ông cũng đã phân tích thì rõ ràng là các cái đòn trừng phạt cấm vận phong tỏa ở toàn diện và dồn dập, có lẽ là gần như là có thể thấy là gần như hết bài rồi, chỉ còn bây giờ dầu khí là đang còn cân nhắc một chút nữa thôi, và đó sẽ là thử thách lớn đối với nước Nga cũng như là người Nga. Tuy nhiên thì cũng giống như Iran, Venezuela, Cuba thì sức chống chịu của Nga trước các biện pháp phong tỏa cô lập kinh tế dường như là đang vượt quá tính toán của các nước phương Tây rất là nhiều, và dường như nước Nga cũng đang có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho tình huống này. Cấm vận hàng không, trừng phạt tài chính. Theo giới chuyên gia, đây là những đòn trừng phạt cứng rắn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, tạo sức ép khổng lồ khiến Nga phải chống đỡ trên mặt trận kinh tế. Trước cú sốc kinh tế, chính phủ Nga đã triển khai một loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ thị trường nội địa, ổn định tài chính và giá cả, bảo vệ các khoản tiết kiệm của người dân. Nga cũng nới lỏng quy tắc sử dụng quỹ tài sản quốc gia nhằm chống khủng hoảng. Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận các biện pháp trừng phạt của phương Tây là một đòn giáng mạnh vào Nga, lạm phát và thất nghiệp sẽ gia tăng, nhưng ông khẳng định Moscow có đủ nguồn lực tài chính để đối phó với những thách thức hiện nay và ngân hàng trung ương không cần in thêm tiền. Mọi thứ đang không hề dễ dàng với chúng tôi. Các chiến lược tài chính, các doanh nghiệp quy mô lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng đầu tiên bởi lệnh trừng phạt, nhưng các ngân hàng Nga đã vượt qua các thách thức này. Họ đã điều hành các khoản thanh toán đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp. Trong tình hình này, nhiệm vụ của chúng ta là giảm thiểu rủi ro. Chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn này. Nền kinh tế Nga chắc chắn sẽ thích ứng với thực tế mới. Để ngăn tình trạng cạn kiệt tiền mặt, Alpha Bank, công ty cho vay tư nhân lớn nhất của Nga, đã tăng lãi suất tiền gửi bằng đồng rúp lên 20% trong tuần này, dẫn đến việc có 100.000 tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn mới với tổng giá trị hơn 100 tỷ rúp trong một ngày. Ngân hàng cũng đang cung cấp tiền gửi đô la Mỹ 3 tháng với lãi suất 8% hàng năm. Trong khi đó, ngân hàng VTB, một ngân hàng trong diện bị phương Tây trừng phạt, cũng đã 2 lần tăng lãi suất huy động trong tuần trước. Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát vốn do ngân hàng trung ương áp đặt cũng như dòng ngoại tệ ổn định do xuất khẩu năng lượng đã giúp đồng rúp phục hồi gần với mức so với hồi tháng 3. Yếu tố lớn nhất giúp đồng rúp hồi sinh có lẽ là quyết định của Tổng thống Nga khi yêu cầu các nước kém thân thiện mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp. Đồng rúp đang mạnh lên do dòng ngoại hối đặc biệt cao từ việc bán năng lượng, việc kiểm soát vốn chặt chẽ về khả năng chuyển đổi của đồng rúp và thanh khoản thị trường thấp. Để bảo đảm ổn định kinh tế, xã hội và bảo vệ dân cư, chính phủ Nga đã bổ sung quyền hạn của người đứng đầu các khu vực. Họ sẽ có thể đưa ra các quyết định hoạt động linh hoạt để hỗ trợ nền kinh tế và người dân trên địa bàn. Các khu vực cũng sẽ được miễn thanh toán các khoản vay ngân sách trong năm nay và các khoản thanh toán cho các khoản vay thương mại nếu như cần thiết sẽ được thay thế bằng ngân sách. Vâng, thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, ông đánh giá như thế nào về những cái tính toán và những cái cách mà nước Nga đang thích ứng với các đòn trừng phạt của phương Tây? Năm 2014 khi mà Nga sáp nhập Crimea thì lúc bấy giờ Mỹ và phương Tây cũng đã có những cái đòn trừng phạt và cấm vận nước Nga. Thế cho nên là ngay từ khi đó thì Nga đã chuẩn bị cho mình một cái tất cả những cái, tức là xây dựng nền kinh tế đa dạng, rồi không chỉ dựa vào dầu mỏ, khí đốt, nguyên liệu, rồi xuất khẩu vũ khí mà không phụ thuộc vào bên ngoài. Và cái quan trọng là vẫn duy trì được cái cuộc sống và của người dân cũng như là sản xuất ở trong nước. Cái thứ hai ấy, là trước khi mở chiến dịch quân sự thì đặc biệt vào Ukraine thì Nga đã chuẩn bị hết sức kỹ càng. Rồi là gần đây ấy, thì Nga đã tăng cường quan hệ với các nước gọi là nền kinh tế đang phát triển BRICS, gồm có Ấn Độ này, Trung Quốc này, rồi Brazil này, Nam Phi này. Đấy, rồi những cái nước này phải nói là có dân số hơn một nửa dân số thế giới. Đó. Thế cho nên các nước này cam kết tiếp tục hợp tác với Nga, đồng ý thiết lập cái chế độ thanh toán không dùng đồng đô la và dùng cái đồng nội tệ, đồng rúp hoặc đồng nhân dân tệ hoặc đồng rupee của Ấn Độ, vân vân.
Rồi Nga cũng tránh những cái mà đã biết trước là tránh những cái sử dụng những cái thẻ tín dụng quốc tế, mà bây giờ Nga đã thành lập ra một cái thẻ tín dụng riêng, tức là MIR, thanh toán riêng. Thanh toán riêng MIR, và có thể thanh toán ở tất cả các nước, và ngay ở Việt Nam hiện nay là du lịch Nga là cũng dùng cái thẻ này và có thể sử dụng tại Việt Nam. Thế ngoài ra, ngoài các nước BRICS ra ấy, thì là các nước Ả Rập này, rồi các nước vùng vịnh này, rồi Iran này, rồi các nước châu Phi này, vẫn tiếp tục do cái lợi ích của họ trong quan hệ với Nga, cho nên là họ vẫn tiếp tục quan hệ với Nga bất chấp là cái sức ép của Mỹ và phương Tây. Nhưng mà ở một cái chiều hướng ngược lại thì nhiều người cũng cho rằng là cái sự đối đầu leo thang có thể nói là còn toàn diện hơn cả về quân sự trong lĩnh vực kinh tế giữa Nga và các nước phương Tây, thì có thể sẽ gây ra những cái tác động ngược đối với chính các nước phương Tây. Ông đánh giá như thế nào về cái nhận định này? Trong cái bối cảnh toàn cầu hóa thì các nền kinh tế của các nước đều phụ thuộc lẫn nhau. Đặc biệt là Nga là một cái nền kinh tế rất lớn, là nguồn cung cấp chủ yếu nguyên liệu cho Mỹ và phương Tây. Thí dụ như là Nga hiện nay là cung cấp đến 40% khí đốt cho châu Âu, hoặc là 1/3 cái nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của họ chẳng hạn. Thế ngoài ra thì Nga còn cung cấp nào là than đá, kim loại, phân bón, rồi lương thực. Lúa mì là Nga là cung cấp một cái lượng lớn. Riêng Nga với Ukraine là chiếm 1/3 cái lương thực toàn cầu luôn. Thế cho nên là Mỹ và các nước châu Âu ấy, là hiện nay là đang tìm cái nguồn thay thế cho cái dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không dễ. Các cái nhà kinh tế của Đức ấy, vì Đức ấy là phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn cung cấp dầu khí của Nga. Và các nhà kinh tế của Đức thì cho biết là nếu Nga mà ngừng cung cấp khí đốt cho Đức thì Đức sẽ thiệt hại đến 220 tỷ euro, tức là khoảng 238,2 tỷ đô la trong vòng 2 năm 2022-2023. Vâng, đó là một thách thức rất lớn khi mà muốn tìm một cái nhà thay thế cung cấp các cái nguồn về nhiên liệu hay là lương thực, đúng không? Cho thế giới cũng như các nước phương Tây. Và rõ ràng đó sẽ là một cái giá rất đắt. Và cũng nhìn rộng ra thì mục tiêu chính trị của các cái đòn trừng phạt hay là cấm vận đối với các quốc gia trong thời gian gần đây thì cũng không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Chúng ta cũng đã thấy là cấm vận đã không ngăn được một số nước tiếp tục nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân, hay là không có kết quả với các nhóm nhà nước Hồi giáo hay là tổ chức khủng bố quốc tế ở Pakistan, Somalia hay là Iraq, và thậm chí chỉ khiến cho kích động bạo lực, bất ổn xã hội ở các quốc gia này. Và đó là lý do mà thái độ của cộng đồng quốc tế đang ngày càng thay đổi đối với vấn đề này. Cụ thể là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua những nghị quyết do Cuba đệ trình lên án các lệnh cấm vận thương mại, tài chính và kinh tế của Mỹ đối với Cuba trong suốt hơn 60 năm qua. Trước đó, thì ngày 18 tháng 8 năm 2020, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã bác đề xuất của Mỹ gia hạn các biện pháp cấm vận vũ khí đối với Iran. Hay là EU và một số nước thành viên cũng đang phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, Nga và Iran. Vâng, thưa đại sứ Nguyễn Quang Khai, để mà có thể giảm thiểu cũng như là hạn chế và đến chấm dứt những cái hành động leo thang đơn phương trừng phạt cấm vận về mặt kinh tế, thì theo ông, thế giới cũng như là cộng đồng quốc tế hay Liên Hợp Quốc sẽ cần phải phát huy vai trò như thế nào ở đây? Tôi nghĩ rằng là trong tình hình như vậy thì các cái lực lượng tiến bộ trong Liên Hợp Quốc thì cần đoàn kết hơn nữa, và để phát huy cái vai trò của mình ngăn chặn những cái nghị quyết, nghĩa là bất công, cấm vận, trừng phạt đối với các quốc gia. Và ở đây thì phải nói rằng là cái vai trò của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, rồi của Hội đồng Bảo an là hết sức quan trọng. Và gần đây tôi thấy rằng là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì đã hết sức hoạt động và tích cực kêu gọi chấm dứt càng sớm càng tốt cái cuộc xung đột ở Ukraine để mà đem lại cái hòa bình cho khu vực này. Vâng, chúng ta sẽ cần chờ đợi nhiều hơn nữa những hành động của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn những cái hành động leo thang để ảnh hưởng đến người dân, đúng không ạ? Điều quan trọng nhất là nạn nhân của chính những cái cuộc leo thang, dù là quân sự hay kinh tế, thì cuối cùng vẫn là người dân là nạn nhân cuối cùng. Và dù là công cụ để cạnh tranh lợi ích giữa các nước lớn hay là khuất phục các nước nhỏ, thì trừng phạt cấm vận đang dẫn tới nhiều hệ lụy khó kiểm soát hơn. Nạn nhân cuối cùng, như chúng ta cũng đã vừa phân tích, vẫn chính là người dân, và đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với quá nhiều thách thức an ninh như là thiên tai hay dịch bệnh hiện nay.
Đó cũng là lý do mà giới quan sát cho rằng các lệnh cấm vận quốc tế đơn phương cần được đánh giá lại một cách khẩn cấp. Đến đây thì chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này cũng xin được khép lại một lần nữa. Chúng tôi xin được cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai đã dành thời gian có những chia sẻ phân tích với chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.